Ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Lượng, 32 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, Lượng và một phụ nữ 32 tuổi, ngụ xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có quan hệ tình cảm khoảng 1 năm. Sau đó, chị này chia tay Lượng để đi lấy chồng nên Lượng buồn, nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự tử. Tối ngày 26 tháng 9 năm 2022, Lượng mang hai con dao đến tiệm nail của nạn nhân. Đợi tiệm vắng khách, Lượng vào nhà khóa trái cửa, sau đó đề nghị quay lại nhưng bị nạn nhân cự tuyệt. Tức giận, Lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân cho đến khi nạn nhân không còn cử động mới dừng lại. Tiếp đó, Lượng lấy dao tự đâm vào mình và tự cắt cổ tự tử nhưng không chết. Lúc này, người nhà nạn nhân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng người phụ nữ đã tử vong.